Thưa quý vị, chương trình sẽ tạo một áp lực cho anh Duy Minh bằng cách là không những anh phải bán đứt sợi chỉ không, mà hồng tâm của anh chỉ được vỏn vẹn nằm ở số 10 mà thôi. Hôm nay ta cùng hợp mặt nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. Trời ơi! Bắn hai đứa này nè, đừng bắn nến. Đây là một phần mạo hiểm, đề nghị quý vị không thử tại nhà. Quý vị, chương trình sẽ tạo một áp lực cho anh Duy Minh bằng cách là không những anh phải bán đứt sợi chỉ không, mà hồng tâm của anh chỉ được vỏn vẹn nằm ở số 10 mà thôi. Đó là một thử thách. Anh Minh có đồng ý với thử thách của chương trình hay không ạ? Đồng ý thử thách. Đồng ý thử thách quý vị. Trước khi anh Duy Minh thực hiện thử thách do chương trình mang đến, mời các người chơi cho tôi một con số. Các bạn suy đoán xem anh ta sẽ trúng được bao nhiêu mục tiêu. Có nghĩa là làm đứt được bao nhiêu sợi chỉ trước khi đến hồng tâm. Đây là những kết quả sẽ không được thay đổi. Và xin mời anh Duy Minh. Cố lên anh ơi. Chuẩn bị, đây là mục tiêu thứ hai.
lợi hại quá. Đến nơi còn rất nhiều mục tiêu nha, anh cứ thoải mái ạ. Lấy lại phong độ đi. Quý vị ơi, vô số 10 nha, có vô số 10 nha. Rồi các bà chỉ bà quệnh trên cái tên luôn bà nè. Bà chỉ bà quệnh trên cái tên, thưa quý vị, đây, đây. Đường vào tìm em, ôi băng xa. Đặt chân anh, chân lối em đi về. Hãy đi dậy, đi dậy cho ta bán tiếp. Gần vô tắm á anh. Không đứt sợi chỉ như quý vị nha. Không đứt. 9 điểm. Không đứt sợi chỉ, 9 điểm. Còn 2 sợi cuối cùng. Cố lên anh ơi.
Cố lên anh ơi, cố lên, cố lên, cố lên. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta lên bên đầu. Niềm tin hàng cầu thôi, hàng cầu thôi đủ rồi. Câu để ta tập trung mấy anh chị, câu thôi. Xem khách là chơi 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên HTV7 bắt đầu từ ngày 2 tháng 4 năm 2022. Mì Cocomi 90 siêu năng lượng giá chỉ 4.000 đồng.